Thì hôm nay hai lúa đi ra dọn cỏ cả nhà, dọn cỏ cái mương rồi nè, để cho đường nước nó chảy ra ngoài 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 mương ngoài kia cả nhà, cho nó thông nước ra nước phèn. Thì mương là rất là nhiều cỏ luôn. Nãy lúa mới nhảy xuống dọn được mớ cỏ dục đó, giờ là xuống lấy dao chặt xả rồi dọn dục bờ cả nhà. Mương trong đây quá trời phèn luôn. Bây giờ hai lúa xuống dọn cho cả nhà xem nha. Mương quá trời sâu luôn cả nhà, nước sâu muốn tới cần cổ luôn á, mà cỏ thì rất là dày luôn, khúc còn đó ít chứ khúc này còn nhiều nữa nè, hết biết cỏ luôn à. Tại dọn lại tới đằng kia kìa, tới đám sậy đằng đó, đó thì có cái ống bọng đằng kia nữa, ống bọng những bọng này nè, dọn cho sạch cỏ nước mới chảy ra ngoài cái đường mới đào vào hỏng đó cả nhà. Giờ hai lúa sẽ xuống chặt dài tới cả nhà, cái dọn dục lên. Buổi sáng hai lúa dọn được khúc bên đây cả nhà, thì còn bên đây cỏ rất dày luôn, thì sáng mép bên đây cỏ thưa hơn, còn bên đây cỏ dày hơn cả nhà, rất là dày luôn. Giờ hai lúa sẽ tiếp tục dọn cái khúc cỏ này cả nhà, khúc này quá trời dày luôn à, có sậy nữa, mương rất là sâu luôn, đứng mà giữa mương cái là lúc tới cần cổ luôn cả nhà. Giờ lúa sẽ tiếp tục dọn buổi chiều nữa, buổi chiều nay nữa cả nhà, khúc này. Còn đây là tới bụi chú nó mới hết mương. Bây giờ tiến hành xuống dọn tiếp cái nha.
dọn được khúc cả nhà. Hết biết cái đống cỏ, kéo lên quá trời cỏ luôn. Khúc này còn dày hơn nữa nè. Khúc này có dày hơn mà nó còn sảy nhiều nữa. Rồi tiếp tục dọn khúc này cả nhà. Nhờ nước nhiều thì kéo vô chặt nhỏ nhỏ liền lên nó nhẹ. Ở nước cạn là dọn lên không nổi. Tại nó cạn mình đứng sâu chứ dọn không được. Ở nước nhiều dọn mới khỏe hơn. Wow, khúc này quá trời cỏ rồi. Quá trời cái đống cỏ. Tán thần thiệt.
Lúa giờ dọn cỏ xong lên hết rồi cả nhà. Đây giờ cái mương chống lỏng hết rồi. Thì đằng kia có cái ống bọng, hai lúa có đặt cái chữ T á, cho nên có đặt cái đường ống ló lên đó cả nhà, cho nước ra mương này nữa. Thì còn cái chỗ này thì cũng có cái ống bọng mà nhưng không có đặt chữ T. Giờ khoai lặn xuống dưới này để cắt cái ống bọng cả nhà. Mương mương bên đây nè. Em bây giờ phải lặn xuống đây, ổ cá ụt cả nhà. Lặn xuống đây cắt cái ống bọng ngang đây cả nhà. Cắt đang cho nước ra mương này. Thì ống bọng này đặt thẳng qua bên tới qua mương bên kia cả nhà. Qua cái bờ này qua tới bên kia lặn. Giờ sẽ lặn xuống đây cắt cái ống bọng cả nhà. Cởi áo ra lặn cả nhà ơi. Không biết cắt cái cưa đứt không nữa nè. Yeah.
Ôi, khó cắt quá trời luôn. Ở dưới nước khó làm.
Cuối cùng cũng xong, cắt được cả nhà, quá trời rồi. Cắt hai đầu, cái này không phải cây cưa chuyên dụng của nó nữa nên nó khó cắt. Cắt vô của nước vô kìa nha, nước trong đây nha, nó trong veo, nước này nó đục ngầu. Giờ xuống gỡ cái nắp ống bọng dưới đó cả nhà, có cái bào. Bào để đậy bọng nước, đừng có ra vô. Người vợ nắp bọng nước chảy vô cả nhà, bên ngoài giờ nước nó đang lớn á, bên trong mình cạn hơn, nước chảy vô quá trời luôn nè, người nó sẽ chảy vô chảy ra nha cả nhà, nước nó xả phèn bớt.